Ta nói đến cái chapter số 14, đây là cái phần đầu tiên của chapter số 14. Ta nói về cái cảm giác. Cảm giác tức là mình học về cái sinh lý đó. Cảm giác là cái gì? Cảm giác là cái phương tiện mà cái não nó nhận thông tin về cái môi trường xung quanh. Làm sao cái não nhận được được thông tin đây? Thì mình nhận được thông tin đó thì cái đó gọi là sensation. Nhận được sensation mình cảm giác được bằng các giác quan, mình cảm giác được, nhưng mà mình còn nhận thức được là perception, hai cái khác nhau. Perception là nó có tính cách trừu tượng hơn. Ví dụ mình sờ thì mình biết cái vật đó nó cứng, mềm, nóng hay lạnh, nhưng mà mình có cái nhận thức là cái này là cái đồ này là nó mới vừa nấu chẳng hạn, cái tô phở mới vừa nấu chẳng hạn thì nó nóng, mình sợ nóng đó, nhưng mà mình nhận thức perception là mình nói, cái tô phở này mới vừa nấu, còn cái sensation là cái tô phở này nóng. Thì làm sao mà có được cảm giác đây, làm sao mà con người mình tiếp nhận được những cái thông tin về môi trường bên ngoài, tức là mình nhận được cảm giác đây, thì có những kích thích, ví dụ kích thích nóng lạnh hay là kích thích âm thanh gì vân vân. Thì kích thích ở trong hoặc ngoài cơ thể, trong cơ thể thí dụ như là ở trong bao tử chẳng, nó đau chẳng hạn, kích thích nó bị hư, bị cái tổn thương gì đó nó đau chẳng hạn, thì mình làm sao mình biết được. Thì như vậy là biết được, sẽ biết được là có những cái receptor. Receptor nó hoạt động thế nào, nó sinh ra cái gọi là điện thế động, action potential. Và sau khi sinh ra điện thế động thì nó sẽ dẫn truyền theo dây thần kinh đến thần kinh trung ương, rồi đến trên não, vỏ não, để nó diễn dịch để cơ thể nhận biết đó là cái cảm giác gì, cảm giác âm thanh, cảm giác của cái mùi vị gì đó, hay là cảm giác xúc giác chẳng hạn. Thì bây giờ mình nói như vậy là muốn nhận cảm giác thì mình phải có cái bộ phận nhận cảm, receptor. Thì đây nó phân chia làm hai loại receptor. Cái thứ nhất là cái primary receptor, ví dụ như cái receptor này ở ngoài da để nó tiếp nhận cái cảm giác áp suất, cảm giác áp suất. Thì cái receptor này đặc biệt nó nằm ở ngoài da đó. Và khi mà kích thích, ví dụ như ta kích thích áp suất, ta lấy cái tay ta sờ vô cái gì đó cứng hay mềm chẳng hạn, thì cái receptor này nó sẽ được hoạt hóa và nó sẽ dẫn truyền theo dây thần kinh liền, nó tạo cái điện thế động ra liền. Kích thích điện thì nó tạo điện thế động, nó đi theo cái dây thần kinh cảm giác, là thần kinh đơn cực trước nào giờ mình nói cái cung phản xạ đó. Nó nằm ở cái hạch ở phải phía sau đó. Đó, rồi nó dẫn truyền theo cái sợi trục, nó đến đây, nó đi lên tiếp tiếp lên với các dây thần kinh khác, rồi nó truyền lên trên não để cho biết cái gặp nó cứng hay mềm, áp suất. Đó, thì như vậy thì cái đó là primary receptor, tức là kích thích cái sẽ điện thả động nó dẫn luôn. Còn cái loại mà secondary receptor đó thì mình kích thích một cái thì nó sinh điện thế động đó tiết ra làm cho cái tế bào của nó tiết ra một chất gọi là chất dẫn truyền thần kinh, neurotransmitter. Chất dẫn truyền thần kinh nó mới thấm vô trong cái neuron thứ hai mới sinh ra điện thế động và thế mà dẫn truyền. Như vậy cái loại này là secondary, tức là cấp 2. Còn cái này có một mình nó thôi, là nó đã sinh điện thế động rồi, cái này phải hai cấp như vậy thì gọi là cái này là cấp 2. Thí dụ như là trường hợp chemoreceptor ở trong cái lưỡi mình chẳng hạn, lưỡi mình nếm cái gì đó, thức ăn mình nếm vô đó, thì cái receptor đó nó sẽ sinh ra cái neuroreceptor, transmitter, gọi là secondary receptor. Ở đây mình phân biệt hai cái loại receptor nữa là cái somatic receptor và visceral. Somatic tức là thân thể, tức là những cái thông tin, những cái receptor mà nó nhận những thông tin ở ngoài cơ thể và môi trường, ví dụ như là mình sờ ha, áp suất nóng ha, cái cơ thể mình, vị trí cơ thể mình ở đâu, nó gọi là proprioception, hay là cảm giác đau ngoài da chẳng hạn, thì đó là somatic, sense chẳng hạn, somatic receptor. Còn visceral là nội tạng,
thì nó thông tin biết những cái cơ quan bên trong cơ thể mình, ví dụ như là cái dạ dày mình nó đau, cái ruột mình nó đau, hay cái ruột mình cái tim mình nó nghe nó ép, chèn ép đó, thì cái cảm giác đau và cảm giác áp suất của những cái cơ quan ở trong cơ thể, thì cái cảm giác đó là cảm giác nội tạng, visceral. Còn cái cảm giác ngoài da đó gọi là somatic, cũng là phân loại các cái loại giác quan. Thì giác quan thì nó có thể chia làm tùy theo cái vị trí nó, thì receptor distribute overlap part of the body, tức là phân chia ở các phần lớn trong cơ thể mình đó, từ ở bên trong hoặc bên ngoài da hoặc cơ hoặc khớp, thì nó có các cái gọi là somatic. Còn ở trong nội tạng thì nó gọi là visceral. Đó là cái general sense, cái cầm cái những cái giác quan mà nó tổng quát. Còn cái giác quan thứ hai là giác quan đặc biệt, ví dụ như một mũi ngửi nha, thì đó là cái giác quan đặc biệt rồi. Giác quan nếm chẳng hạn, giác quan nhìn thấy nha, giác quan nghe nha, giác quan cân bằng chẳng hạn, thì đó là những giác quan đặc biệt. Còn những giác quan tổng quát thì nó có những giác quan sờ sờ áp suất rồi đó, vị trí cơ thể, nhiệt độ, nóng lạnh, đau, vân vân, nó của cơ thể, hoặc là nó cái cảm giác đau và áp suất của cái nội tạng. Thì somatic này, visceral này đều là general senses, và cái visceral thì nó chỉ có đau và áp suất thôi. Chứ cái somatic này thì nó mới có những cái đặc biệt, ví dụ như nóng lạnh. Thì mình ăn thức ăn nó vô cái bao tử mình có cảm giác là thức ăn nó nóng không, trong bao tử không? Thì không, cái đó nó không có nói tới ha, mình cái hình như mình cũng cảm thấy nóng, nhưng mà ở đây thì nó trong cái nội tạng thì có cảm giác đau và cảm giác áp suất thôi. Đây là phân chia, phân chia các cảm giác đau như cái hình nãy nói đó, nó vẽ cũng thấy rõ rồi, là tổng quát ha. Tổng quát thì có cái somatic và visceral. Còn cái special thì nó có mấy cái này, thì nó phân chia ra như vậy. Thì những loại này thì nó thuộc cái loại gì, và dây thần kinh nó ở đâu, trọng tận hình thần kinh nó ở đâu, vân cái này đó thì vô đây nhiều thì vô đây chứ có lẽ là nó chi tiết quá thì mình không có thời gian. Bây giờ các loại receptor cảm giác thì nó có loại là receptor cơ học để nó cho mình biết cái, ví dụ như là mình sờ chẳng hạn, mình sờ cái cảm giác nghe cũng là cái receptor cơ học, tại vì nghe đó, nghe là khi mình nghe cái âm thanh nó đập vô cái lỗ tai mình thì nó có một hệ thống xương búa xương đe gì đó, nó làm rung màng nhĩ rồi vân vân, thì đó là cơ học đó. Cân bằng cũng là cơ học đó. Rồi cái proprioception tức là cảm giác cái vị trí của cơ thể cũng là cơ học. Còn cái chemoreceptor tức là hóa, thì thí dụ như là cảm giác smell, ngửi và nếm, đó là cảm giác cái bộ phận nhạy cảm nó là thuộc loại chemoreceptor, tức là hóa chất, ví dụ như là ăn mặn hay lạc thì chẳng hạn, mặn hay chua hay gì đó thì nó tiếp xúc vô, thức ăn nó tiếp xúc vô với cái receptor, nó sinh ra cái dòng điện, điện thế động, thì đó là cái chemoreceptor. Còn thermal receptor là nhiệt ha, nóng lạnh thì nó sẽ biến thành cái luồng xung điện thần kinh để truyền ra ra để cho biết cái nhiệt độ nóng lạnh, đó là cái loại receptor nhiệt. Receptor quang thì ví dụ như con mắt chẳng hạn, thì cái receptor đó nó nhận ánh sáng để tạo thành cái luồng xung điện để nó truyền lên não cho não biết nhìn thấy cái gì. Nociceptor tức là đau, tức là nó là thuộc loại cái receptor này là receptor đau, thì nó là cũng là mechanical, chemical hay thermostimulatory, nhưng mà nó rất là mãnh liệt cho nên nó gây cảm giác đau. Thì khi cảm giác đau đó là cái nociceptor là thuộc cái loại này. Proprioception. Proprioception thì cái này gốc chữ, tại sao cái chữ này nghĩa thế nào đó, thì nó là ôn. Proprioception có nghĩa là
của mình, của mình sở hữu. Rồi nó phân loại dựa vào vị trí, phân loại receptor rồi dựa vào trí, ví dụ như là esteroreceptor là nó ở da, còn visceral receptor là nó ở các cơ quan nội tạng, proprioceptor là nó ở khớp và ở gân. Thì ở da thì mình có những cái bộ phận nhạy cảm gì? Ở da thì mình thấy ở đây là cái lớp epidermis, thượng bì, lớp dermis, lớp bì và phía dưới nữa. Thì giữa lớp thượng bì và lớp bì thì nó có những cái bộ phận nhạy cảm ở trên da, thì nó có nhiều loại nha. Thứ nhất là bộ phận nhạy cảm là các dây thần kinh prader, chỗ tận cùng dây thần kinh tự do, dây thần kinh chỉ là dây thần kinh thôi, mà nó tự do thì nó không có được chuyên biệt thành ra cái gì hết, thành ra một cấu trúc gì hết, nó là những cái sợi thần kinh thôi. Thì nó sẽ chịu cái cảm giác, nó sẽ thu nhập những cái cảm giác đau, cảm giác nhiệt độ, cảm giác ngứa, là đó là cái prader ending. Kế đến đó, ở đây ta có epidermis, thì bên gì liền dưới đây nè, ta có cái Merkel disc, thì nó là phát hiện những cái cảm giác sờ nhẹ, sờ nhẹ. Mình thấy là Merkel disc thì nó nằm ở sát đây, cho nên mình sờ nhẹ là mình thấy được rồi, nó truyền được. Chứ nếu mình sờ nhẹ thì nhiều khi nó chưa động dưới đây, làm sao biết được, làm sao kích thích được nó, cho nên nó nằm ở sát cái da, nguyên cái da là từ đây tới đây nè. Nhưng mà cái phần trên cùng của da đó thì nó có cái Merkel, mình dịch là đọc tiếng Việt Merkel, nhưng tiếng Anh chắc đọc là Merkel hay gì đó, thì nó cho mình biết cảm giác sờ nhẹ, cho nên mình nói là Merkel vị trí nó ở đây liền sát với cái epidermis, cho nên nó có thể cảm giác nó là sờ nhẹ. Rồi hair follicle receptor ở đây, cái sợ cái này là cái nang của cái tóc, cái nang hai lông. Thì nó sẽ cho ta biết cái cảm giác, có gì thần kinh đây, thần kinh đây nó cho mình biết cảm giác sờ, cũng như là sờ nhẹ, tại mình sờ sờ nhẹ nhẹ trên cái lông mà nó cử động, mình sờ trên cái lông thôi là mình có cảm giác rồi, nó gọi là slight bending of the hair, như vậy là nó cũng là sờ nhẹ. Rồi tới cũng gần gần ở đó cái lớp mà gọi là dermal papilla, tức là cái chỗ nó hõm như thế này, nó hõm như thế này thì nó gọi là dermal papilla. Thì nó có cái gì? Nó có cái hạt Meissner. Meissner đây là cái hạt Meissner nằm ngay cái hõm này, cái thằng này cũng nằm gần gần đây ha, gần gần chỗ này. Thì nó cho mình biết, cũng nó là cái chỗ cũng sát sát đây nè, nó cho mình biết cái cảm giác hai điểm. Một lát mình sẽ nói cảm giác hai điểm, mình để cái gì mà hai điểm mình sờ vô mình sẽ biết. Rồi đó là cái dermis ở đây, thì phía dưới chút xíu nữa đó là nó có cái Ruffini end organ. Ruffini này nó phát hiện cái cảm giác áp suất, được chưa, cảm giác áp suất và cái cảm giác sờ, cảm giác căng da, cảm giác sờ ép, tức là nó sâu xuống dưới rồi thì mới cái cảm giác, nó cảm giác sờ nhưng mà không còn sờ nhẹ nữa, mà cái này sờ mạnh mạnh chứ hay áp suất thì biết được là cái gì, là nó nhờ nó kích thích được cái năng này. Khi ta sờ mà ta sờ nhẹ nhẹ thì kích thích cái này, nhưng mà sờ phải sờ mạnh thì mới kích thích được này. Nó gọi là áp suất, mình muốn biết cứng hay mềm thì mình sờ mạnh thì nó kích thích thằng Ruffini, thì mình mới biết là và cứng hay mềm. Còn cái Pacini, cái Bosco, cái hạt Pacini nó nằm sâu nữa, nó nằm xương nỉ thì nữa, thì nó cho ta biết áp suất sâu ở trong cái cutaneous, sâu ở trong da, cho ta biết cái cảm giác rung, cảm giác rung và cái cảm giác proprioception đó. Như vậy thì cái chỗ này nó sẽ cho ta biết áp suất, ta sờ mạnh vô á, để ta cứng hay mềm thì nó sẽ kích thích được, mới được kích thích được này rung mạnh mới mới biết ngày biết sẽ biết rung, khi ta cho rung thì thằng này sẽ bị kích thích. Và cái thằng này cũng còn cho ta biết cái tư thế nữa, cái tư thế của cái cơ thể mình, tay chân mình nằm ở tư thế nào, giơ lên hay hạ xuống chẳng hạn.
Composal. Composal là hạt. Giờ nói trở lại là cái free agent, cái thần kinh mà tự do đó, nãy mình nói đó, cảm giác đau đó à, thì nó thường thường nó đều nằm hết trong cơ thể mình, ở ngoài da mình cũng có thể đau và trong bụng mình cũng có thể đau. Nó gọi là visceral receptor thì thuộc là loại này, nhưng mà ở ngoài da mình cũng cần cảm giác đau. Và nó có loại nó chịu, nó cũng chịu trách nhiệm để mà nó nhận cái cảm giác nóng lạnh nữa à. À. Thì cái mà nhận cảm giác lạnh đó, nó cái số lượng mà cái receptor nào mà nó nhận cảm giác lạnh đó, nó nhiều hơn là cảm giác ấm à. Còn nếu mà cái cảm giác cũng là cảm giác nóng lạnh, nhưng mà nó quá nóng quá lạnh thì nó sẽ gây ra cảm giác đau à. Như vậy là dây thần kinh tự do thì nó liên hệ tới cái cảm giác nóng lạnh, cảm giác đau. Được chưa? Bây giờ mình nhắc sơ lại về cái macro disc là nó nằm ở chỗ cái G xuống, cái này giống như cái đồi thôi. Mình tưởng tượng cái hình này hình cắt ngang, nhưng mà nếu mà mình nhìn mình tưởng tượng nó hình trong không gian đó, là giống như cái đồi đó, thì cái lớp macro disc này đó là nó chịu cảm giác light touch và superficial pressure, tại vì nó nằm sát này rồi, đúng không? Nó mới cái light touch nó mới kích thích được. Còn mấy nào sâu sâu dưới thì lai tết nó không kích thích được. Thì nó nằm ở đâu nè? Cái nhánh từ sự trục tận cùng một cách kéo dài ra nhánh à, tức là đây sự trục nè à, sự trục axon á, sự trục của cái dây thần kinh đó, kéo dài ra rồi nó dẹp lại, nó liên kết với tế bào mô bì ở phía dưới của cái epidermis. Nó nằm ở dưới cái là epidermis đây, epidermis nằm dưới đây chỗ hình vòm đó, chỗ này hình vòm thì nó nằm ở chỗ này. Đó là macro à. Như vậy mình nhớ là hình thù nó thế nào, là dẹp dẹp không, nằm ở dưới cái hình vòm của cái epidermis không, và nó liên hệ liền với dây axon liền à, nó là thuộc loại primary receptor và nó chịu trách nhiệm về light touch và superficial pressure. Còn cái hair follicle mình đã nói rồi, thì nó nằm ở chỗ cái nang của lông, thấy chưa? Và nó cũng light touch đó. Sensation not very localized, yet very sensitive, nhạy lắm nhưng mà nó không có localized được à, nó không có không biết chỗ nào, nhưng mà ai sờ vô thì biết à, sờ vô biết, nhưng mà mình không có biết chi tiết à, ví dụ như không biết được 2 điểm nè, lát mình thấy mình chỉ biết sờ vô thôi, có người sờ vô thôi, nhưng mà ví dụ sờ sờ nhiều quá, viên bàn tay vô, sờ với mình hay là sợ chút xíu nghe, mình không biết. Rồi bây giờ tới Pacinian Corbosco. Pacinian Corbosco là cái thằng nào? Pacinian Corbosco nằm đây nè đó. Thì nó là cái hạt mà nó xếp xếp hình giống như là cái hành vậy đó, cái củ hành đó à. Nó nằm sâu ở dưới cái domis này là cái lớp này, nó nằm sâu dưới này cho nên nó là nó chịu, nó sẽ nhận cảm giác là cảm giác áp suất và cảm giác rung à, và xin nhận cái củ hành là rung đó à, mình nhớ củ hành là rung và áp suất là củ hành, và nó cũng liên hệ tới cái proprioception nằm ở phần sâu của lớp dermis, vì thế nên tiếp nhận cảm giác rung, áp suất và proprioception. Còn đến cái thằng Messner, cái hạt Messner mà hạt Messner là cái này, thì nó cũng nằm ở dưới cái ngay liền dưới dưới của lớp epidermis. Nó cũng giống như cái thằng này là gì đây, thằng này là cái thằng Macrodis Macrodis thì thằng này là Messner thì nó như thế này, thì nó cũng nhận được cảm giác sờ nhẹ và cảm giác phân biệt 2 điểm à. Thì riêng cái thằng Messner này thì nó nằm ở sát đây cho nên nó cũng nhạy cảm lắm, mình sờ sơ là mình biết rồi đó. Thì nó nhận cảm giác 2 điểm là như thế nào? Ví dụ như là ở ngay chỗ lưỡi nó có rất nhiều cái bộ phận nhạy cảm đó,
cho nên mình lấy cái đầu này mình chấm vô là cái người đó phải biết là chấm một điểm hay 2 điểm. À, còn cái đầu ngón tay thì khoảng cách nó là 2 mm tới 3 mm, còn ở phía sau lưng mình đó mình phải để khoảng xa nó là 6-4 mm thì mình mới biết à đây là 2 điểm. Chứ nếu mình để gần đó, mình để mình kích thích vô cái lưng đó, hỏi 1 điểm hay 2 điểm mình chẳng nói được. Như vậy cái mesh nail texture, cái mesh nail nó cho biết cái texture, texture of object. Thì ở cái đầu lưỡi và cái đầu ngón tay thì rất là nhiều, có rất nhiều cái mesh nail. Ruffini, Ruffini ending là cái thằng này, thì nó là ở cái lớp dermis, thấy chưa, là nó cũng là touch, continuous touch of pressure, mình cứ tiếp nhận cảm giác áp suất. Cho nên khi bài thi có thể hỏi cái hạt này, hạt Ruffini này nó chịu ảnh hưởng trong việc, có tác dụng trong việc là nó nhận cái cảm giác gì, thì mình phải nói là nó nhận cảm giác continuous touch of pressure. Còn cái thôi thần kinh thì trước mình đã học rồi, nó là 3 đến 10 sợi cơ 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 skeletal mà nó biệt hóa. À, trong đây có 3 đến 10 sợi, thì ở giữa thì nó không có co giãn được, còn hai đầu nó co giãn được, nó cho thông tin về chiều dài của cái cơ đó. Nhưng mà thông tin đó mình không biết, mình không có nhận thức được. À, đó. Và nó liên hệ tới cái stress reflex mình đã học rồi. Còn Golgi tendon organ thì nó cũng là cái proprioceptor liên hệ tới cái gân, và nó đáp ứng là khi nào mà cái sức căng của gân nó gia tăng lên. Thì đây là mô tả lại, ví dụ như là pre-nerve ending thì cấu trúc như thế nào, chức năng như thế nào, vân vân. Mấy cô nghe follicle để mình ôn lại cho nó dễ thuộc. À, nhưng mà thực ra cái này đó thì không biết đi thi thôi, chứ đi thực tế thì nó cũng cũng cần thiết lắm, cần phải nhớ những cái này. Bây giờ mình nói tới cái điện thế động thì đây là cái tế bào thần kinh nhé, neuron nhé, đây là cái thân tế bào, đây là cái axon nhé. Thì ở cái tế bào này, cái phần trong này là phần trong tế bào, phần này là phần ngoài tế bào, thì người ta nhận thấy là bình thường đó, thì mình đo là mình thấy là điện thế nó là bên ngoài dương, bên trong âm, và giá trị nó là trừ là 70 mV. À, người ta để cho đo 70 mV, và cái quy ước như vậy là trừ 70 mV. Khi người ta nói quy ước trừ 70 mV có nghĩa là bên trong âm 70, à, bên ngoài đương nhiên dương, trên là hai bên là 70, còn bên trong âm bên ngoài dương. Vậy bình thường cái một cái neuron thì cái phần ngoài ngoài tế bào nó dương hơn phần trong tế bào. À, đây nói về cái action potential, tức là cái điện thế động, thì đây là cái màng tế bào, thì nó có hai cái kinh, kinh thứ nhất là kinh Na cộng, thứ hai là kinh Ca cộng. Bình thường Na cộng bên ngoài nhiều, bên trong ít. Bình thường Ca cộng bên trong nhiều, bên ngoài ít. Và bình thường cái lượng điện tích dương ở ngoài nhiều hơn bên trong, cho nên bên ngoài nó sẽ dương hơn bên trong. Đó là nó người ta thấy như vậy. Và cái cơ chế như thế nào, thì cơ chế là nhờ cái bơm sodium, potassium sodium, mà mình sẽ hôm trước mình cũng đã học sơ sơ rồi, bây giờ mà bữa nào mình sẽ học sau. Tức là lúc nào cũng có cái hiện tượng là nó bơm Na ra, bơm Ca cộng vô, nhưng mà bơm 3 Na ra, bơm 2 Ca cộng vô, kết quả là bên ngoài mình bơm ra dương ra nhiều, bơm dương vô trong ít, thì cuối cùng thì cái dương nó tích lũy bên ngoài nhiều chứ gì, đúng không? Thì như vậy thì bình thường là cái thằng này nhiều bên ngoài, bên này bên trong là ít, thì nó cũng có trên màng tế bào nó có những cái kinh, cái kinh này bình thường thì nó đóng lại. À, kinh này nó bình thường nó đóng lại, kinh này gọi là voltage gated channel, tức là kinh mà đóng ở bằng điện thế. À, tức là khi mà mình kích thích điện vô thì nó sẽ thay đổi, nó sẽ đóng ở đó. Đó thì
đây là bên trong tế bào, intracellular fluid, extracellular fluid. Bình thường thì mấy cái này đóng lại, cho nên thằng này lớn, thằng này lớn, thằng này nhỏ thì nó cũng trơ trơ thôi, nó vẫn giữ như vậy. Nhưng mà khi mà có một cái tác nhân gì kích thích vô, ví dụ như cái receptor chẳng hạn, nó bị kích thích hay là điện, xung điện thần kinh chạy tới, thì nó sẽ làm cho mở cái chỗ này, channel open, và cái gap này nó open. Thì khi nó open như vậy đó, thì bình thường mình thấy ở tình trạng này thì điện thế nó là từ 70 V, milivolt, từ 70 mV đây. Nhưng mà khi mà cái gì kích thích đó thì nó sẽ mở cái kênh này ra. Mở kênh này ra thì Na bên ngoài nhiều mà, phải không? Khi bị kích thích thì cái kênh này mở, kênh này mở trước, kênh Na cộng mở trước, cho nên nó lên mở trước thì Na ngoài nhiều bên trong ít. Thì theo mình học cái diffusion thì nó cao, biểu kiến nó cao sẽ chuyển qua bên nơi thấp, cho Na sẽ ùa vào đó, biểu kiến đó. Tuy nhiên cái Na bên trong nó cũng chạy ra ngoài, nhưng mà số lượng nó chạy rất ít, còn số lượng ngoài chạy vô nhiều hơn, cho nên mình thấy biểu kiến là coi như Na cộng nó chạy vô bên trong tế bào. Và như vậy thì bên trong tế bào lúc trước đó, ở tình trạng là âm, Na cộng cộng chạy vô là bắt đầu chạy vô là bớt âm, bớt âm, bớt âm, bớt âm, nó tăng lên thành dương, nó dương đó, nó gọi tạm cái dương. Rồi đến chỗ này, nó vô nhiều nhiều nhiều, càng lúc càng nhiều thì nó tạo cái gọi là điện thế động, nó ùa vào nhanh lắm. Chỗ này là điện thế động đây, nó điện điện thế nghỉ. Hiện tượng chỗ này nó gọi là hiện tượng khử cực, khử cực. Và mình thấy là nó có cái hiện tượng như thế này nữa. Khi mở cái này ra đó thì Na nó chạy chạy vô, mà nó chạy vô đến lúc nó đụng cái threshold này đó thì nó làm cho các kinh nó mở dữ dội nữa, rất nhanh, cho nên nó là nó tràn vô nhiều, cho nên cái điện thế nó chuyển lên dương rất là nhanh, bên trong rất là nhiều dương. Rồi thì sau đó thì cái kinh này mới mở ra, potassium nó mới mở ra. Thì mở ra thì bên bên trong nó lớn, phải không? Bên ngoài nó nhỏ thì nó ít, thì như vậy thì nó sẽ chạy ra. Thì nó chạy ra thì cái âm, cái dương nó sẽ chạy ra, nó bớt dương, cho nên cái đường vị diễn nó sẽ đi xuống. Đó, giai đoạn này gọi là giai đoạn hồi cực, còn giai đoạn này gọi là giai đoạn khử cực. Giai đoạn khử cực là giai đoạn khi mà cái Na cộng nó tràn vào bên trong tế bào, còn giai đoạn hồi cực là khi mà potassium tràn ra khỏi tế bào. Và đến một lúc nào đó thì nó có một cái tình trạng là nó tràn ra ngoài quá nhiều, hơi overshoot chỗ này đó, overshoot chỗ này, rồi từ từ nó mới, số số này là số 6 nha. Cái kinh đây là cộng nó reset, nó close này, nó close cái này không vô được. Rồi thì cái thằng này cũng close, close, cho nên nó thằng này không có ra ngoài được đó, cho nên cái điện áp nó sẽ trở về resting potential. Chỗ này nó hơi, cái thằng Na cộng, cái K cộng này nó trở trở ra quá dữ, cho nên nó hơi overshoot một chút đó. Nó gọi là hyperpolarization. Cái này cũng không quan trọng, nhưng mà biết đây số 7 này á là hyperpolarization, tức là quá phân cực. Quá phân cực, cái này là khử cực. Đó là cái điện thế động. Như vậy mình thấy điện thế động là từ trừ 70 mV, do kích thích gì đó cái điện nó sẽ tăng, tức là bên trong tế bào nó sẽ trở nên là dương lên, dương lên, dương lên, đến mức cái threshold nó dương dữ lên, rồi nó có cái potassium nó nhả ra ngoài thì nó sẽ âm trở lại, âm trở lại, rồi nó cuối cùng nó trở về cái nghỉ. Đó là cái cơ chế tạo ra cái gọi là action potential, là cái màng, cái độ, sự thay đổi về cái độ thấm, và cái dòng nó chạy, cái
thì nó sẽ biểu hiện như thế này. Đó, thì mình thấy đây là cái biểu đồ cho thấy là cái hình thành điện thế động, thì cái điện thế của cái màng nó sẽ thay đổi như thế này. Cái chỗ này nó gọi là cái ngưỡng kích thích, không? Đây gọi là resonance tension, lên tới đây là peak of axial momentum, cái đỉnh của điện thế động, và đây là hồi cực repolarization, tức là trở về cái trạng thái nghỉ đó, gọi là repolarization. Và chỗ này nó hơi lố lố xíu, nó gọi là hyperpolarization. À, chỗ này là polarization nhưng mà chỗ này là hyper, là quá quá phân cực, rồi nó cũng trở về ở trừ 70. Chỗ này nó ra trừ 80 chẳng hạn, nhưng mà rồi thì nó cũng trở về trừ 70. Rồi bây giờ mình nói tới cái nó gọi là cái credit potential, tức là điện thế nhiều cấp. Điện thế nhiều cấp là cái gì? Ví dụ như một cái vùng nào, một cái tế bào nào đó, ví dụ một tế bào thì nó bị kích thích gì đó, thì một cái vùng nào nhỏ nhỏ cho cái màng tế bào thôi chứ không phải toàn bộ cái tế bào, một vùng nhỏ nó đó nó sẽ khử cực. Khử cực tức là sodium chạy vô, Na cộng cộng chạy vô khử cực, nhưng mà khử cực một cái khuẩn nào đó của cái tế bào thôi, thì nó sinh ra cái điện thế nhỏ. Nếu mà mình cái kích thích mà mạnh hơn thì nó làm cho khử cực nhiều hơn. Nhưng mà thực sự nhiều hơn rồi thôi, chứ nó không chưa thành hình thành điện thế động, đúng không? Chưa hình thành điện thế động, tại vì nó chưa tới cái threshold, chứ nó kích thích mà dài hơn, dài hơn, cái kích thích cũng kích thích, nhưng mà kích thích này kích thích ngắn, cái kích thích này dài hơn, thì nó sẽ sinh ra một cái cũng khử cực như thế này. Thì cái những cái khử cực như thế này nó thay đổi tùy theo cái cường độ kích thích, tức là cái điện thế màng đó nó lớn tới đây, nó từ từ 70 nó trở lên tới đây, rồi nó không nó trở lại bình thường thôi, nó không có ra điện thế động. Rồi nếu mà kích thích nhiều mờ nữa thì nó sẽ lên mạnh hơn nữa, nó đến gần trừ 60, vân vân. Nhưng mà khi mà kích thích đủ mạnh thì nó sinh ra tới qua tới cái ngưỡng này thì nó sẽ sinh ra điện thế động. Rồi thì sau đó thì cái chỗ này mình khỏi khỏi nói đi, nói giờ nó rắc rối thôi. Nên ở đây chưa nên ở đây mình cái quan trọng mình cần phải biết là nó là cái credit potential, điện thế nhiều cấp, là do mình kích thích, cái cường độ kích thích mạnh hay yếu, thì nó sẽ sinh ra những điện thế nhiều cấp, và đến cái cấp nào đó thì nó mới sinh ra điện thế động đủ lớn thì nó sinh ra điện thế động, nó gọi là điện thế nhiều cấp. Rồi response of sensory receptor, như vậy thì những cái bộ phận nhận cảm mà mình mô tả hồi nãy về Pacini, Ruffini gì vân vân thì nó hoạt động như thế nào, thì nó có cái gọi là điện thế nhiều cấp, điện thế nhiều cấp, điện thế nhiều cấp đó còn gọi là điện thế của receptor, hay là điện thế của chỗ nhận cảm, hay là nó gọi là điện thế của máy phát điện, generator potential. Mình dùng cái máy phát điện cho nhớ là chỗ đó là nó sinh ra, nó là tiên khởi. Ví dụ mình sờ vô cái thì cái cơ học là sờ, nhưng mà nó sẽ biến thành dòng điện, chỗ đó là đầu tiên nó sinh ra điện, rồi cái điện đó nó mới truyền tiếp 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 lên trên não, thì chỗ đó là chỗ từ một cái bộ phận gì đó tự nhiên nó sinh ra dòng điện, sinh ra dòng điện, thì cái chỗ đó mình gọi là cái điện thế máy phát điện. Cho nên cái credit potential còn gọi là điện thế máy phát điện, generator potential. Ở đây mình còn có hai cái loại, mình nhớ hai cái loại là primary receptor và secondary receptor, mình nói hồi nãy đó, mình đã nói ở phần trên rồi đó. Primary receptor là receptor khi bị kích thích sẽ sinh điện thế động lan truyền theo sự trục liền, còn cái secondary receptor thì receptor khi bị kích thích sẽ tiết ra chất dẫn truyền thần kinh khiến tế bào phía sau hình thành điện thế động. Đã không rồi. Bây giờ mình nói cái response of sensory receptor. Cái sensory receptor thì nó nói đến cái hiện tượng là thích ứng. Thích ứng tức là mình kích thích nha. Có một cái kích thích, ví dụ mình bận cái áo vô. Mình bận cái áo hay quần vô. Thì khi mình bận vô thì mình thấy mình có cảm giác là cái quần áo này nó nhám nhám, nó hơi hơi chật chật cái gì đó. Đó. Thì nhưng mà một lát sau mình quên,
mình không còn chú ý tới cái cảm giác đó nữa. Cái hiện tượng đó nó gọi là accommodation, tức là cái giác quan của mình, một số giác quan của mình nó tính cách là nó thích ứng. Ví dụ như mình vô chỗ nào đó nghe mùi thum thủm, mùi thúi, mình ngồi lát cái mình không còn nghe nữa, mình không còn nghe mùi thúi nữa đó, thì nó gọi là accommodation. Thì cái tốc độ thích ứng, tốc độ accommodation nó khác khác nhau tùy theo loại receptor khác nhau. Thì như trường hợp của cái proprioception thì có hai loại proprioceptor. Ví dụ cái proprioception nó nằm ở trong cái tay mình chẳng hạn, ngón tay mình chẳng hạn, thì nó có hai loại ha. Cái proprioceptor nó có hai loại, loại phasic và loại tonic. Thì cái loại tonic thì nó đáp ứng rất là chậm, nó thích ứng rất là chậm, tức là mình không nó mình nó còn giữ cái kích thích vậy, nếu mà hả mình có kích thích thì nó còn sinh ra điện thế động, tức là nó cho mình biết à, và mình cho mình biết 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 biết. Còn thí dụ như nó thích ứng, nó thích ứng thì mình bận quần áo vô cái nó dẫn quần áo mình dẫn kích thích mình chứ, nhưng mà lát sau mình không còn biết. Còn cái loại tonic này đó kích thích vô bận cái kích thích vô đó thì nó biết hoài, biết hoài biết hoài biết hoài. Cho nên thí dụ như cái ngón tay cái tay mình nó có cái loại tonic thì lúc nào kích thích màu đỏ là mình kích lần kích thích. Cho nên đó là ví dụ mình để cái tay như thế này thì mình biết cái tay, vị trí cái tay ở chỗ nào à, mặc dù mình không có tự động gì hết à, mình để yên thì cái lúc nào cũng có cái xung điện nó sinh ra đó, nó xung ra nó cho mình biết hết đó. Thì cái tay mình cũng cử động thì cái tonic nó không có thích ứng à, cho nên là nó cứ kích thích hoài à, ngón tay để yên nó dẫn dẫn cho biết cái vị trí ngón tay, tức là nó không ở đáp, nó có kích thích hoài kích thích hoài. Còn cái thằng này đó, cái thằng mà basic đó, thì nó thích ứng rất là lẹ, cho nên đó là khi mà mình cử động cái tay đó thì nó mới được kích thích, thở cử động cái còn cử động thì nó mới kích thích đó. Đó. Cái basic này nè, thì khi mình cử động thì cái basic này nó kích thích, còn nếu không mình để yên đó, thì cái basic này nằm yên đó. Cho nên khi mình cử động đó thì cái basic nó kích thích, còn khi mình để yên đó, thì cái tonic nó kích thích đó. Thì nhờ vậy, nhờ hai cái loại này mà mình biết được cái tay của mình ở cái vị trí nào lúc mình để yên cái tay cũng như lúc mình cử động cái tay, vì nó có hai cái loại tonic receptor hay phasic receptor. Nhưng mà còn cái trường hợp mà mình cái da mình đó, mình bận cái đồ vô đó mình thấy là lát sau mình không nhớ là cái mình mà còn bận đồ nữa à, mình không nhớ cái quần áo đó, nó chật như thế nào mình không để ý. Rồi thỉnh thoảng mình chú ý nó mình mới biết. Thì đó là cái loại, đó là loại thích ứng rất nhanh. Thích ứng nhanh thì nó là phasic, đúng không? Đó. Phasic tức là thích ứng rồi, nó thích ứng rồi mặc dù kích thích nữa nó không chịu ra đáp ứng, nó không sinh điện thế động nữa đó. Thành ra kích thích rồi thì cái da mình vừa được cái quần áo kích thích, thì lát sau mặc dù cái da mình nó vẫn chạm vô trong cái quần áo cái quần áo chứ, nhưng mà mình không có cảm giác cái đó là vì nó đã thích ứng rồi. Được chưa? Rồi như vậy mình chấm dứt cái phần số 1.